Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc bếp dán mặt phẳng ATA có mã số C2GFL05TT được sản xuất tại Italia. Bếp dán phẳng là thiết bị không thể thiếu được trong các gian bếp của các nhà hàng Âu hay là trong các gia đình yêu thích ẩm thực châu Âu. Rất là nhiều món ăn ngon và hấp dẫn được chế biến từ chiếc bếp hiện đại này, và nổi tiếng nhất vẫn là món bò bít tết. Với một chiếc bếp dán phẳng, việc đầu tư thông minh của bạn sẽ mang đến lợi nhuận hơn gấp nhiều lần. Sản phẩm có mã số C2GFL05TT, có kích thước theo chiều dài rộng cao là 400x700x255mm, sử dụng ga, trọng lượng máy là 29kg, khối lượng là 0,21m3, công suất khí ga là 5,25kW. ATA đã và đang đi đầu trong việc đổi mới và phát triển thiết bị bếp trên khắp thế giới. Sản phẩm bếp dán phẳng ATA luôn đạt chất lượng đi đầu và kèm theo đó là sự tiện dụng và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Với thiết kế hiện đại, mẫu mã đa dạng, dễ dàng sử dụng, chiếc bếp trên phẳng phù hợp với mọi căn bếp. Chiên trực tiếp trên bề mặt chảo phẳng giúp thực phẩm chín nhanh, đều và đẹp mắt. Bếp tiết kiệm diện tích, có năng suất cao. Thiết bị này đã và đang chiếm được sự yêu mến của tất cả mọi người. Chúng không chỉ ở trong các căn bếp nhà hàng mà ngay cả trong các gia đình cũng rất cần nó. Vừa rồi thì các bạn cũng đã được tìm hiểu và biết thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm. Một lần nữa, Rossi Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã quan tâm về các sản phẩm, dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm các thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu trên thị trường bếp công nghiệp thế giới. Và ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp ATA, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Italia. ATA là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát ATA cũng như các dòng bếp ga của ATA được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của ATA được đặt tại Italia, một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp, tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossi Việt Nam đã nhận được sự cho phép của ATA, Primacy để nhận phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho ATA tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một trong số những thông tin về ATA mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Tập đoàn ATA đã và đang đi đầu trong việc đổi mới và phát triển thiết bị máy rửa bát cũng như thiết bị bếp trên khắp thế giới. Từ năm 1984 đến nay, ATA đã mở rộng thị trường đầu tư của khách hàng và tìm kiếm các thị trường mới để đáp ứng nhu cầu người dùng ở khắp mọi nơi. Việc phát triển ổn định của tập đoàn ATA đã được đánh dấu bằng các giai đoạn phát triển khác nhau, đó là sản xuất chu đáo kết hợp với tầm nhìn xa và luôn đổi mới sáng tạo. Chứng nhận ISO 9000 thừa nhận tiềm năng và làm việc, phương pháp của ATA tập trung vào chất lượng tiên tiến, một yếu tố cơ bản trong tất cả các quá trình ra quyết định của ATA. Tham vọng của tập đoàn đó chính là luôn đặt ra những câu hỏi mới, tạo nguồn lực cho các sáng kiến mới và khái niệm cho các giải pháp mới. Tiêu chí hàng đầu của tập đoàn ATA đó chính là chất lượng cần phải luôn đi đầu ở tất cả mọi nơi, nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc sản xuất từng thiết bị. Tập đoàn ATA chỉ sử dụng thép không gỉ, chất lượng cao cho tất cả các bộ phận như khung, vỏ, cánh, khay, tay nắm, chân, đại diện cho tất cả các chi tiết rất quan trọng trong việc thường xuyên tiếp xúc hàng ngày. Sản phẩm của ATA vô cùng dễ dàng sử dụng.
ATA tin rằng tất cả những dụng cụ nấu các ăn của ATA đều sử dụng và lắp đặt một cách dễ dàng nhất. Tập đoàn đã thiết kế từng chi tiết một cách cẩn thận, sản phẩm chú ý đến từng chi tiết để đảm bảo trong khâu vệ sinh thích hợp, từ quá trình sản xuất các vật liệu. Giá trị của nhãn hiệu Made in Italy được đánh dấu là đảm bảo chất lượng cao, độ tin cậy và an toàn tuyệt đối. Rossi Việt Nam đã nhận được sự ủy quyền của tập đoàn ATA để phát triển các sản phẩm của ATA tại Việt Nam. Tập đoàn ATA là một trong những nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Italia. Sản phẩm của ATA có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật như máy rửa bát, bếp ga của ATA đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có một chất lượng sản phẩm rất tốt. Là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem được sản phẩm của ATA về với Việt Nam, tiếp cận cùng với người tiêu dùng. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu của tập đoàn ATA mà Rossi Việt Nam muốn gửi tới tất cả các bạn. Đầu tiên, chúng ta không thể không nhắc tới sản phẩm máy rửa bát công nghiệp. Máy rửa bát công nghiệp của ATA là một trong những sản phẩm chủ chốt hàng đầu của tập đoàn. Máy rửa bát đĩa ATA có nghĩa là vệ sinh, độ tin cậy và chi phí vận hành thấp. Là một công ty trong những đất nước phát triển Made in Italy, công nghệ của ATA đi đầu về bảo vệ môi trường nhưng vẫn đảm bảo cho khách hàng có hiệu quả sử dụng sản phẩm tuyệt vời. Máy rửa bát ATA có một bảng điều khiển sáng tạo nhờ vào logic mềm cảm ứng, cho phép bạn thiết lập các thông số làm việc tùy thích, cắt bỏ lãng phí năng lượng và thời gian. Các sản phẩm của ATA đều đạt chứng chỉ an toàn ISO 9001. Sản phẩm được lắp ráp tại Italia. Máy rửa bát đĩa ATA còn có những ưu điểm, đó là vận hành rất đơn giản, thiết kế thời trang, tối ưu với giao diện sử dụng thân thiện. Dòng sản phẩm thứ hai mà Rossi Việt Nam muốn gửi tới tất cả các bạn, đó chính là máy rửa ly, máy rửa chén của ATA. Với chiếc máy rửa ly chén này thì có khung vỏ, các bộ phận được làm bằng inox 304 chống rỉ, có cơ điện hoạt động. Tiêu chuẩn được trang bị với một sự viện trợ rửa được xây dựng trong kết quả sấy khô tốt nhất. Tiêu chuẩn được trang bị với đường dẫn kết nối cho chất tẩy rửa hiệu quả. Có trang bị giỏ chứa ly chén chuyên dụng, có hệ thống hẹn giờ, cảm biến tinh vi. Và dòng sản phẩm nữa cũng rất là chủ chốt của tập đoàn mà Rossi Việt Nam muốn gửi tới các bạn phần thông tin, đó chính là chiếc bếp ga công nghiệp của ATA. Bếp ga công nghiệp của ATA có phần khung bằng thép không gỉ, nút bấm bằng nhựa Azermic, hệ thống sưởi thu được thông qua các đầu đốt ngọn lửa ổn định kép với các công suất khác nhau. Mỗi chiếc đầu đốt của bếp ga ATA được cung cấp với một vòi khí an toàn, cho phép đầu ra được điều chỉnh từ tối đa đến mức tối thiểu. An toàn được đảm bảo bởi một cặp nhiệt điện được duy trì hoạt động bằng ngọn lửa của đầu đốt thí điểm. Phần bề mặt gang cũng như là phần đầu đốt được làm bằng gang, gang chịu lửa và chống cháy. Phần bề mặt được đặt trên các bề mặt đúc với các cạnh được làm tròn để làm sạch dễ dàng, tránh tràn chất lỏng. Khay bằng thép không gỉ với các cạnh tròn đặt lưới đầu đốt, dễ dàng tháo lắp để có thể làm sạch. Phần chân được làm bằng thép không gỉ, chúng ta có thể điều chỉnh độ cao, thử nghiệm với khí tự nhiên hoặc là LPG theo nhu cầu của người dùng. Phụ kiện luôn có sẵn. Hiện Rossi Việt Nam đang là một trong những đại diện thương mại chuyên nghiệp cho tập đoàn ATA tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang cùng với ATA tham gia cung cấp máy rửa bát cũng như các sản phẩm bếp ga công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn ngay sản phẩm của tập đoàn ATA Italia cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất, với chất lượng đẳng cấp châu Âu, hàng hóa xuất xứ từ Italy. Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Các bạn hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và nhận được thông tin của ATA Primacy. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của ATA nói riêng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam nói chung. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của ATA, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912 863 364, showroom miền Nam 0868 998 663, tổng kho bán buôn 024 8586 7812, hợp tác kinh doanh 0989 999 884, email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về ATA, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Italia trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến thực phẩm công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới. Các bạn có xem xong video giới thiệu về một sản phẩm có thể tích nhiệm công năng và Rossi Việt Nam đã sản xuất. Mà lúc này bạn đã xác định nhà hàng hay quán ăn, hay liên hệ với Rossi Việt Nam để tư vấn và mua sản phẩm qua hotline 0912 863 364, truy cập vào website rossi.vn. Đặc biệt là đừng quên nhấn like và subscribe để có thể ủng hộ cho Rossi Việt Nam nhé. Xin chào.